Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tô về chú bò này nhé. Đầu tiên mình sẽ tô sừng màu nâu. Mái tóc. Tai. Bây giờ mình sẽ tô thân mình con bò. Tai bò mình sẽ tô màu hồng. Mũi nữa. Đuôi. Vú. Phần chân này mình sẽ tô màu đen. Phần chuông bò mình sẽ tô màu vàng. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo nhé.